Chào các bạn. Video này mình giới thiệu đến các bạn là cách tỉa quả hồng xiêm xoài. Tỉa quả hồng xiêm xoài nó sẽ giúp cho cây luôn khỏe mạnh, quả luôn được to. Nó sẽ tránh được uh, nguồn dinh dưỡng bị thất thoát, làm uh, cây bị cằn cỗi các bạn nhé. Cái thời điểm tỉa quả hồng xiêm xoài này nó cũng rất là quan trọng. Chúng ta không nên tỉa sớm quá vì quả nó còn nhỏ đấy, nó vẫn còn dụng quả sinh lý và chúng ta cũng không nên tỉa quả khi mà quả nó đã to quá các bạn. Khi quả nó to lên thì nó sẽ hút nhiều dinh dưỡng, lúc đó chúng ta tỉa đi thì sẽ bị hao hụt dinh dưỡng các bạn nhé. Chúng ta lên tỉa quả mà khi quả nó to bằng ngón tay út hoặc ngón tay cái này chúng ta tỉa thời điểm đó là đẹp nhất các bạn đối với những cây nó sai quả thì chúng ta hãng tỉa còn đâu những cây nào nó thưa quả thì chúng ta không nhất thiết phải tỉa các bạn nhé chúng ta tỉa cũng được nếu mà nó thưa quả quá thì chúng ta để nguyên cũng được các bạn như cây này nhà mình thì nó rất là sai thì mình bắt buộc phải tỉa đi. Mình sẽ tỉa đi để mỗi ngọn một quả thôi. Để cho sang năm cây nó xanh tốt, nó nó sẽ ra quả tiếp theo các bạn. Nếu mà chúng ta để năm nay nó sai quá, sang năm nó sẽ bị kiệt. Nó sẽ ra quả rất là kém. Các bạn. Và chúng ta để sai quá thì quả nó sẽ nhỏ, các bạn. Ạ. Mà quả nhỏ thì giá thành bán ấy, nó rất là rẻ, các bạn nhé. Chúng ta tỉa thì các bạn tìm quả to nhất ở trên cái chùm này, chúng ta tỉa để lại. Còn đâu, còn quả nào nhỏ, xấu ấy, thì chúng ta tỉa hết đi nhé. Đây như mình này. quả này là to nhất, mình sẽ để lại, các bạn. Ạ. Đây này, còn đâu những quả bé bé này thì mình sẽ tỉa hết đi mình sẽ để lại à, mỗi ngọn một quả thôi chúng ta không để nên để trái nó to quá các bạn to thì nó sẽ hút nhiều dinh dưỡng nó làm à, thất thoát dinh dưỡng các bạn video của mình giới thiệu đến các bạn là cách tỉa trái trên cây hồng xiêm xoài đến đây là hết rồi. Các bạn thấy hay thì like đăng ký nhấn chuông ủng hộ kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau.